Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, rất nhiều địa phương trên cả nước và hệ thống phân phối đã triển khai các chương trình thiết thực hiệu quả nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các hoạt động này đã giúp hỗ trợ nhiều tỉnh, thành phố, hiệp hội, doanh nghiệp mở rộng thị trường, có những sáng kiến giúp hỗ trợ thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng hóa dịch vụ Việt Nam, đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối hàng Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Central Retail tại Việt Nam có hơn 300 cửa hàng và 39 trung tâm thương mại trải dài khắp 40 tỉnh thành Việt Nam, đã luôn cùng các bộ, ban ngành và địa phương thực hiện nhiều chương trình xúc tiến quảng bá cho hàng Việt, thông qua việc hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ hiện đại nói chung và hệ thống siêu thị Big C, Go nói riêng. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa các sản phẩm Việt đạt chất lượng vào hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, liên tục tổ chức các tuần hàng nông sản đặc sản Việt Nam nhằm xúc tiến tiêu thụ và quảng bá, nâng cao giá trị các sản phẩm Việt tại các siêu thị trên toàn quốc. Từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, chúng tôi đã liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng và đa dạng hóa các hạng mục kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, trong đó có các sản phẩm hàng Việt Nam. Hiện Central Retail là một trong những nhà bán lẻ đa lĩnh vực có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam, với hệ thống cửa hàng trung tâm thương mại trải dài gần 40 tỉnh thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối với các nhà cung cấp Việt Nam để đáp ứng những nhu cầu cũng như mang lại những trải nghiệm phong phú cho người tiêu dùng thông qua hệ sinh thái sản phẩm của chúng tôi. Để tiếp sức cho hàng Việt và đảm bảo chuỗi cung ứng tại thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã triển khai hướng dẫn phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, các nhà cung cấp để quảng bá tiêu thụ sản phẩm của địa phương tại các hệ thống phân phối. Thương mại thì chúng tôi thì vẫn triển khai, vẫn theo những cái chỉ đạo định hướng của Bộ Công Thương, chúng tôi làm những chương trình hàng Việt. Chương trình hàng Việt ở đây thì chúng tôi đưa về các, đặc biệt là các huyện, các xã, vùng sâu, vùng xa, đưa các cái gọi là phiên chợ hàng Việt, đưa về miền núi. Thì chúng tôi giới thiệu tất cả những sản phẩm hàng Việt của cả nước về những cái vùng đó để cho bà con, người tiêu dùng thích ứng được cái việc đó và nhận biết được cái việc đó. Năm 2022, dù vẫn còn chịu tác động từ đại dịch COVID-19, song cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng Việt. Để hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế của mình, doanh nghiệp cần phải tạo lập được chuỗi kết nối cung cầu, kết nối doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phối để đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh để phát triển thị trường trong nước, giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã tạo dựng bấy lâu nay.